Rồi Giang chào cô chú anh chị và tất cả mọi người nghe đã trở lại video của Giang ngày hôm nay nhé mọi người. Câu chuyện của Giang hôm nay là như vậy nha mọi người. Nói chung là hiện tại thì Giang đã có mặt ở tại Bến Tre nha. Nói chung là hôm qua là Giang đang ở Bình Dương đó mọi người. Hôm nay thì về Bến Tre. Thì cũng có gần nhà Giang có một hoàn cảnh rất là khó khăn. Rất là muốn được chia sẻ trên mạng này. Thì ngày hôm nay thì Giang sẽ quay trực tiếp căn hoàn cảnh khó khăn của nhà của anh chị này cho cô chú mình xem, có thể cô chú có thể là giúp đỡ cho hoàn cảnh này. Nói chung là cái video này của Giang ngày hôm nay lần đầu tiên là Giang mới quay cái hoàn cảnh giống như vậy thôi nha mọi người. Đó. Nên là mọi người xem có cái gì mà nó không như ý muốn thì cô chú anh chị mình có thể bỏ qua cho Giang nha. Giờ Giang sẽ đi trực tiếp vào trong nhà luôn nha mọi người. Đó, cái con đường vào nhà của nhà một cái hoàn cảnh khó khăn này. Đây mọi người, nhà phía trước đây. Giờ vô luôn. Thì hiện tại thì giờ cũng trưa rồi mọi người, 10 giờ sáng. Đó mọi người nhìn nhà này là Giang được biết là nhà tình thương nhé mọi người. Chào anh Tư nha. Nay có đến biết được hoàn cảnh nhà anh khó khăn nên em quay lên để chia sẻ cho cộng đồng mạng thể giúp đỡ được gia đình của anh đó. Con anh là bị gì á? Bị tai nạn xe. Tai nạn xe hả? À. Ừ. Nằm phía trong phải không? Bây giờ Giang với mọi người cùng đi vô phía trong coi hoàn cảnh của em nha mọi người. Nói chung là nhà thuộc dạng hộ nghèo mọi người. Giờ xin phép anh chị thăm đi xem cái nhà trước ở phía sau đi, rồi hồi quay cảnh của thằng em nó bị tai nạn nha cô chú anh chị. Đó là này ở xung quanh phía sau rồi mọi người. Ở phía sau nhà nè. Cũng có gì trơn. Còn đồ đạc gì cũng lung tung cũng nhiều lắm. Đây anh chị, phòng ngủ đó mọi người. Nói chung mà hoàn cảnh này thật sự là khó khăn luôn á cô chú anh chị. Theo như Giang được biết á, theo như Giang được biết á mẹ của Giang đi phát gạo từ thiện á mọi người. Nên là mẹ của Giang nói là có một hoàn cảnh này rất khó khăn để quay lên để cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng á, thì xem có thể là giúp đỡ được cho gia đình của anh Tư này phần nào. Vợ chồng của anh chị có mấy đứa con? Có ba người con. Ba người con hả? Đây nè mọi người, đây là một thằng em nha, nó năm nay nó bao nhiêu tuổi chị? 19 tuổi. Nói lớn lớn lên chị cho người khác gì có cho mọi người nghe là bị gì chị? Bị tai nạn xe. Nghe nó bị tai nạn xe nhé mọi người. Tai nạn được lâu chưa chị? Ừ. Rồi sao bác sĩ sao? Trả về hả? Bác sĩ ý là hôm bữa đi bệnh viện này sao bác sĩ cho về hay sao? Bác sĩ cho về hả? Chừng nào đi tái khám lại? Tái khám lại. Nói chung là theo như Giang hồi nãy cũng có hỏi chị Tư ở nhà đây rồi mọi người. Nên là chị cũng nói là em nó không biết gì á mọi người. Chỉ có nằm như vậy xong rồi chỉ có đút đổ cái thức ăn vô trong cái ống á mọi người. Đó, cô chú anh chị. Thì cái video của Giang quay ngày hôm nay á cô chú anh chị, tại vì cái video này á là Giang mới đi quay lần đầu tiên thôi nên là lời nói của Giang nó không có được lưu loát á. Nên anh chị xem video mà thông cảm cũng bỏ qua. Hiện tại chồng của chị đi làm cái gì? Chồng đi đặt lú biển. Chồng của chị là đi biển nha mọi người, đi đặt lú. Mà giờ con của vợ chồng chị như vậy rồi á, không có đi được mọi người. Nên là ở nhà luôn. Ở nhà lo hả? Ở nhà lo luôn chứ đâu đi được. Người canh đêm, người canh ngày chứ đâu có bỏ được đâu. Người canh ban đêm, người canh ban ngày phải không? Rồi. Tiền bạc sao? Tiền bạc cũng thiếu thốn quá chừng. Thiếu thốn giờ
Thế có mấy người vòng vòng đây người ta cho đồ ăn được phải không? Có thì nay người này cho gạo, người kia cho cá gì, rau cải gì đó. Em bị được mấy tháng rồi chị? 2 tháng rồi. Nhúc nhích được mọi người. Đó. Nói chung là cái hoàn cảnh của anh chị Tư này cũng khó khăn đó mọi người, nên là Giang quay Giang nói chuyện nó cũng hơi dấp. Thì vì mọi người thấy cái hoàn cảnh nó khó khăn vậy nói chuyện Giang cũng muốn khóc mọi người. Muốn khóc. Nói chung là cũng hơi buồn, nói chung cũng buồn. Tại vì Giang ráng gượng nói chuyện với mọi người chứ thật sự là rất khó khăn. Thôi nếu như mà cô chú anh chị có mà giúp đỡ mà hoàn cảnh của anh chị Tư này á, thì Giang có để cái số tài khoản của Giang ở dưới cái phần mô tả phần bình luận á. Rồi cô chú anh chị mà nếu mà có giúp đỡ á thì của ít lòng nhiều thì cho đi là còn mãi mọi người. Đó cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị cứ gửi cho số tài khoản đó là chính của Giang luôn, là Nguyễn Văn Trường Giang. Đó thì số tài khoản này Giang chỉ ghim trong vòng 1 tháng thôi nha cô chú anh chị. Giang ghim trong vòng 1 tháng thôi, rồi cô chú anh chị mà nếu mà có gửi số tiền cho Giang á thì Giang sẽ tới đây trao trực tiếp cho anh chị Tư này luôn nha. Nói chung á một cái hoàn cảnh thật sự là đáng thương. Nói chung là nhà của anh chị Tư này cách nhà Giang là chỉ có 3 cây số thôi mọi người. Đó. Nên là Giang cũng không có đứng phía trong Giang nói thêm, tại vì nhiều khi Giang là tính cũng thương người mọi người, nói hồi nó xúc động nó muốn khóc. Đó. Rồi giờ nhìn để lên đây Giang sẽ nói thêm mấy câu nữa. Thôi cái video em kết thúc tại đây nhé chị. Chị cũng cố gắng lo cho em ha. Rồi thì nếu mà có gì cô chú mà có ủng hộ được tiền á thì em sẽ đem đến đây em tao cho chị sẽ làm video nha. Cố gắng nha. Nói chung là nhà này á thì được nhà tình thương nhé mọi người, cách nhà tình thương. Cái nhà này cắt xây cũng được 6 năm anh chị. Ở quên đó, hỏi em 19 tuổi nhưng mà em này là có gia đình rồi nha mọi người, có một đứa con nhỏ đây nè, nhưng mà vợ thì bỏ đi nha mọi người. Đó, hoàn cảnh rất khó khăn. Nó đang ngồi nè mọi người, có tí xíu à. Thì vợ bỏ đi được mấy năm rồi chị? 5 năm rồi. Nói chung là em nó được cũng vợ bỏ đi 1 năm mọi người, nói chung cũng bỏ đi rồi. Ở nhà là chỉ có đi biển với nuôi con thôi, nhưng mà chẳng may là bị tai nạn giao thông nhé mọi người. Đó, Giang xin nhắc lại cho nó câu chuyện cho nó rõ ràng. Đó, người ngồi trên đó là mẹ, còn ở người đây là cha nhé mọi người. Thì thôi Giang xin kết thúc cái video tại đây nha. Giang có để cái số tài khoản dưới phần bình luận, cô chú anh chị mình có giúp đỡ thì cứ chuyển khoản thì Giang sẽ làm video và sẽ trao tiền nha. Cảm ơn mọi người.